Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các mẫu xe đạp đua Merida X-Fit được trang bị full bộ group, chạy một bộ group của Shimano Tiagra, càng carbon, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ phần khung của chiếc xe này có thể trên hình là khung nhôm và càng của chiếc xe là càng carbon. Tông màu đỏ rất là đẹp. Nó đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là màu sơn của chiếc xe nó không còn được đẹp như mới. À, cũng xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Đó, cấu hình của chiếc xe là chạy full một bộ chuyển động Shimano Tiagra từ bộ chuyển động. Thế là đùi đĩa và vùng phanh, phanh ba mảnh, rút kia là ra vành 700C, vành bánh 700C của Mavic, thương hiệu rất là nổi tiếng ở Pháp. Vành Robatech đi vòng túi đủ. Phần là lấy lông thì cũng được trang bị đôi tay lắp của Shimano Tiagra. Càng carbon Merida. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 54 cm, từ khóa cọc yên đến tâm của phốt là 57 cm. Thì chiếc xe này có cái size nó khá là to, cho các bác từ khoảng 1m68 69 đến khoảng 1m80 thì là phù hợp. Tầng bíp, xe trang bị 9 tầng bíp, 2 tầng đĩa, chiếc xe 18 tốc độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe đang bán với em với mức giá chỉ có là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh và ấn thêm cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.